một con cai quản cả bầy. Còn những con khác kiếm ăn ở gần đó. Chúng đi theo bầy, vừa chăm con, vừa gặm cỏ. Những con đang lớn, cái cổ mềm ẩn giấu mục đích nghiêm túc hơn. Cổ là vũ khí chính của chúng trong cuộc chiến giành ưu thế. Và hai con này đang dò xét nhau. Con chiến thắng sẽ có quyền giao phối. Hai con được ra đòn bằng cặp sừng của mình. Chúng sẽ cố gắng né nhau trước khi sẵn sàng phản đòn. Cuộc chiến hầu như đều không dẫn đến thương tích nghiêm trọng, nhưng có thể gây gãy hàm, cổ và thậm chí là tử vong. Trận đấu này là sự rèn luyện cho lúc chúng trưởng thành hơn.